Sáng nay tại phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội xung quanh việc xử lý tình trạng thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông sản, thủy hải sản gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh trong nước và tình hạ trạng xuất khẩu khoáng sản thông qua đường tiểu ngạch gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm thất thu ngân sách nhà nước. Thưa tất cả các đại biểu, sau đây xin mời ngay từ đầu, phiên chất vấn đã nóng với câu chuyện thương lái nước ngoài thu mua ào ạt nông sản Việt Nam, làm rối loạn thị trường. Nhiều đại biểu đã thẳng thắn đặt vấn đề, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu ngành công thương trước tình trạng này. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng làm rõ trách nhiệm của mình là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước để xảy ra những vụ việc trên như thế nào. Hai là với trách nhiệm của mình, tôi đọc lý qua báo cáo của Bộ trưởng đó, thì đồng chí cũng đã có giải pháp ngăn chặn các cái tình trạng trên nhằm ổn định cái thị trường nguyên liệu. Nhưng ở đây tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng nên có lộ trình hành động cụ thể của mình, đến thời gian nào có thể khắc phục và chấm dứt được các tình trạng đó. Giải pháp đầu tiên đó là vấn đề tiếp tục rà soát lại và hoàn thiện cái khung pháp lý về vấn đề quản lý thị trường, trong đó có quản lý hoạt động của thương nhân, thương lái nước ngoài, để làm sao chúng ta vừa quản lý tốt, quản lý chặt chẽ nhưng mà không để ảnh hưởng đến cái hoạt động thương mại của chúng ta. Thứ hai ấy, là tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến để cho người dân cũng nắm vững hơn các cái quy định của pháp luật, và qua đó thì cảnh giác với những cái hành vi vi phạm trong cái hoạt động thu mua rồi tiêu thụ sản phẩm nông sản. Trả lời câu hỏi của đại biểu Trương Minh Hoàng, tỉnh Cà Mau về các giải pháp để khắc phục tình trạng thương lái nước ngoài ép giá người nông dân trong quá trình thu mua nông sản, đặc biệt là đối với mặt hàng dưa hấu bị tồn đọng tại cửa khẩu Tân Thanh vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết cửa khẩu Tân Thanh hiện một ngày chỉ có thể thông quan được 300 xe, nhưng vừa qua có thời điểm có đến hơn 1.800 xe nên dẫn đến ứ đọng. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, diện tích và sản lượng mặt hàng này có sự tăng nhanh trong năm qua mới là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, đồng thời khuyến cáo các địa phương cần quản lý tốt quy hoạch sản xuất, tránh tình trạng không kiểm soát được trong việc phát triển các diện tích và sản lượng gây khó khăn cho khâu tiêu thụ. Liên quan đến các nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng thiếu điện trong sản xuất của người nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long và người trồng thanh long ở Bình Thuận hiện nay, theo chất vấn của các đại biểu Thạch Dư, tỉnh Trà Vinh và Lê Đắc Lâm, tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng cho rằng sự phát triển diện tích của các loại cây trồng vật nuôi này hiện đã vượt quá xa quy hoạch phát triển của ngành điện. Hệ thống cơ sở hạ tầng, Bộ Công Thương chúng tôi và cá nhân chúng tôi thì đã trực tiếp có không ít lần về làm việc tại hai địa phương. Thì trong những năm gần đây, cái việc mà nông dân phát triển các cái diện tích nuôi trồng thủy sản tăng lên rất nhanh. Trong khi đó thì cái nhu cầu đối với cái việc xây dựng các cái công trình điện phục vụ cho các cái diện tích nuôi trồng thủy sản không theo kịp những cái hành vi. Để giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết mới đây Bộ cũng đã trình với Chính phủ, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đưa điện về những vùng chưa có điện, vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, với tổng kinh phí từ nay cho đến năm 2020 sắp xỉ 30.000 tỷ đồng. Triển khai đề án này, vấn đề thiếu điện cho sản xuất sẽ được giải quyết. Cũng tại phiên chất vấn sáng nay, nhiều vấn đề nóng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện cũng đã được các đại biểu đặt ra với Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vấn đề gây xôn xao dư luận hiện nay của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là việc đưa chi phí xây dựng các khu nhà ở cho công nhân, chuyên gia tại các dự án điện gồm cả bể bơi, xăng tenix vào giá thành sản xuất điện, nghĩa là bắt buộc người dân phải gánh cả chi phí này cho công nhân ngành điện. Đây là vấn đề cực kỳ bất hợp lý. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết quan điểm của mình về xử lý vấn đề như trên như thế nào. Ngoài ra, về khoản vay 121.790 tỷ đồng đầu tư ngoài doanh nghiệp, theo tính toán thì đến bao giờ Tập đoàn Điện lực Việt Nam mới trả hết số nợ này? Vấn đề đầu tư ngoài ngành 121 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thì ở đây ấy, theo Thanh tra Chính phủ, đầu tư ngoài ngành có nghĩa là ngoài công ty mẹ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước khi mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lại, sắp xếp lại, tái cơ cấu lại, thì là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, không theo mô hình công ty mẹ con. Và ngành điện đi vay của các
các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng trong nước đứng ra để trả nợ. Và cái con số 121.000 tỷ đồng này thì trên thực tế chỉ có khoảng 2.000 tỷ đồng là đầu tư ngoài ngành. Với địa phương về việc ngành điện xây dựng các công trình nhà ở có bể bơi, có sân tennis, đi với các công trình điện và hạch toán và giá thành điện năm 2011, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cho biết tình trạng trên là có nhưng chỉ phục vụ chuyên gia nước ngoài. Khi chuyên gia về nước thì sẽ được đưa vào sử dụng cho cán bộ, công nhân viên. Về việc hạch toán giá thành các công trình trên và giá điện, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cho biết trong 6 công trình nhiệt điện trên mới chỉ có nhiệt điện Phú Mỹ 1 là hạch toán vào giá điện, nhưng cũng rất ít, mỗi năm chỉ hạch toán khoảng 1,3 đến 3 tỷ đồng trên tổng doanh thu 6.000 tỷ đồng. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã trả lời chất vấn về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực xăng dầu và việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu vào giá thành điện năm 2020.